Hi sir, chào bạn đến với vlog được sản xuất bởi Anphat Computer. Và đây chắc hẳn là không phải là lần đầu tiên mà Anphat sản xuất vlog hay là bất cứ một video gì liên quan đến nội dung về công nghệ. Nhưng mà đây chúng ta sẽ có những nội dung khác biệt hơn một tí. Nội dung đi sâu hơn vào những cái tâm tư nguyện vọng của người dùng, người mua hàng nhiều hơn là review về sản phẩm. Và ở đây thì chúng ta, mình có rất nhiều cái series mà chúng ta gọi là đặt mình. Mình tự đặt mình vào vị thế một người mua hàng, một người tìm hiểu về công nghệ để đưa ra những cái lời khuyên và đưa ra những cái giải đáp thắc mắc các bạn thường gặp nhất khi các bạn chọn mua hàng cũng như các bạn tìm hiểu về máy tính. Thì mình đang có rất nhiều series, ví dụ như là học build máy tính, tìm hiểu máy tính từ cơ bản đến nâng cao này. Và cái thứ hai là top 5 sai lầm khi mua hàng, và cụ thể hơn là top 5 sai lầm khi mua laptop. Thì ở series top 5 sai lầm thì bài đầu tiên, vlog đầu tiên, cái bài viết đầu tiên, chính xác hơn là bài viết, thì mình đã có một bài viết về laptop gaming đắt. Cái vlog thứ hai thì mình nói về laptop gaming không làm việc được. Và ở series thứ ba này sẽ là một sai lầm mà chúng ta cũng thường hay gặp khi chúng ta chọn mua laptop gaming. Đấy chính là laptop gaming nóng, tốn điện và không bền. Mỗi vlog của mình nó sẽ thời lượng khoảng 3 phút và nó sẽ có những nội dung chính. Và với vlog lần này chúng ta giải đáp 3 yếu tố sau đây. Đấy là laptop gaming nóng, tốn điện và không bền. Thì đầu tiên, laptop gaming có nóng không? Có, chắc chắn là nóng. Con người hay là bất cứ một loại động vật nào khác thì đã ăn là phải bài tiết. Thì khi mà laptop gaming ăn điện thì sẽ thải ra nhiệt. Và nếu như mà môn hóa có thầy Tiến ấy, thì môn lý Trung Sơn, thì theo như lý vật lý trung học phổ thông ấy, thì điện năng khi đi qua điện trở thì sẽ biến dòng điện khi đi qua điện trở sẽ biến điện năng thành nhiệt năng. Cho nên là hầu như tất cả mọi thứ hoạt động bằng điện sẽ đều tỏa nhiệt. Đấy, không thì các bạn cứ sờ thử xem, chỉ là ít hay nhiều cảm nhận hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ tỏa nhiệt. Và với từng đấy linh kiện mà chúng ta thường thấy trên PC ấy, nó nhét một đống thế kia, mà bây giờ chúng ta gom tất cả lại, tối giảm nó đi đấy, gọn gàng lại để chúng ta nhét vào một khoảng không rất là bé như laptop gaming, thì chắc chắn nó sẽ nóng hơn rất là nhiều đấy. Và cái nhất là với những cái laptop gaming ấy, thì CPU và GPU thì nó sẽ được tích hợp ở thẳng vào trên bo mạch chủ, thì như vậy chắc chắn là không thể là không nóng được rồi. Đấy, laptop gaming văn phòng vốn đã ấm rồi, mà bây giờ laptop gaming lại còn tích hợp thêm cả nhiều cái linh kiện, nhất là linh kiện cao cấp nữa, thì chắc chắn nóng là một điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng bây giờ với thời đại phát triển công nghệ như thế này, tốc độ công nghệ phát triển rất là cao, thì các mẫu laptop hay như là các mẫu PC đều luôn được quan tâm đến cái vấn đề về tản nhiệt, vấn đề về công nghệ tản nhiệt của chúng ta. Thì với những mẫu laptop bây giờ thì công nghệ tản nhiệt đã gần như đạt được cái mức gọi là khá là ok, khá là gọi là gì, chưa tiếp cận đến mức hoàn hảo, nhưng mà đấy là những cái phương pháp, những cái giải pháp tối ưu dành cho tản nhiệt dành cho laptop. Với công nghệ tản nhiệt thì các nhà sản xuất sẽ lưu ý những cái gì? Lưu ý về hệ thống, lưu ý về công nghệ làm mát và lưu ý về airflow. Airflow có nghĩa là cái dòng không khí dịch chuyển để làm mát cho máy. Đấy, thì để thường ý, thì tại vì sao các bạn ấy sẽ thường chọn mua PC nhiều hơn là mua laptop? Tại vì là để laptop mát hơn thì chắc chắn là sẽ cắt giảm hiệu năng một phần so với PC. Và thứ hai nữa là điện năng cung cấp của PC so với laptop thì nó được dồi dào hơn khi với những con nguồn 400, 500, 600, thậm chí là 700, 800 W. Còn ở đây, cái nguồn cấp điện chính ở đây là một cục sạc đấy, và một cục pin, thì chắc chắn được cái nguồn điện mà laptop sử dụng nó sẽ yếu hơn, và như vậy thì cái hiệu năng của nó so với bản gốc ở desktop thì nó sẽ không được 100%. Ưu thế ở đây là gì? Ưu thế ở đây là các bạn khi đi học, đi làm có thể mang laptop đi hoàn toàn thoải mái, và chúng ta khi đi học đồ họa này hay là đi lên trường với những bạn sinh viên kiến trúc xây dựng chẳng hạn, chúng ta sẽ mang đến ở đấy, chúng ta trình bày đồ án hay là để sửa đồ án ngay tại đấy thì nó sẽ dễ hơn là các bạn vác một cái PC đi, đúng không? Và phần thứ hai đấy là tốn điện.
Thì như mình đã nói vừa rồi thì cái nguồn điện năng cung cấp cho laptop nó không được dồi dào như PC, cho nên là để mà nói là laptop tốn điện thì chắc chắn là không tốn điện của PC rồi. Ở trên một số mẫu laptop gaming hiện tại bây giờ được tích hợp một tính năng, một cái chuẩn, chuẩn MQ. Chuẩn MQ ở đây thực chất là một đã được NVIDIA đưa ra ra mắt vào năm 2017. Và các đồ họa mà tích hợp MQ nó có nghĩa, các bạn hiểu nôm na ở đây, ví dụ như là có một số mã thì chúng ta sẽ cái lượng điện tiêu thụ cung cấp cho GPU và CPU sẽ là một hàng số ở những cái tác vụ như là các bạn làm đồ họa chẳng hạn, thì lượng điện dành cho CPU sẽ được cấp nhiều hơn và CPU sẽ được cắt giảm đi. Và nếu như các bạn chơi game thì GPU là một trong những cái thiết thành phần tối quan trọng của các bạn, thì nguồn điện dành cho GPU nó sẽ được nhìn hơn một chút so với CPU. Đấy, thì đấy là nôm na về công nghệ MQ. Những cái mã mà MQ ấy thì các bạn sẽ có cái hiệu năng so với cái mã chuẩn của nó sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà bù lại ở đây thì nó sẽ mát hơn, nó sẽ ít tốn điện hơn nữa. Và khi mà mát hơn ấy thì chắc chắn một điều rằng đấy là cái quạt tản nhiệt của bạn và sẽ không phải làm việc quá nhiều và nó sẽ đỡ ồn hơn. Và thứ hai nữa, khi mà nó không bị nóng, nó sẽ mát hơn ấy, thì cái tuổi thọ của linh kiện nó sẽ dài hơn. Và công nghệ MQ đang được tích hợp sẵn ở trên con laptop, hai con laptop MSI GF65 phiên bản RTX 3060 cùng với i5 và i7. Thì qua cái trải nghiệm của mình, khi hôm qua mình đã sử dụng con laptop này dành cho Premiere, thì nó hoàn toàn khá là mát so với những con laptop khác. Có thể hiệu năng của nó bị cắt giảm đi một tí, nhưng mà khi các bạn làm việc nó sẽ không bị nóng. Tất nhiên là làm việc mà nóng ấy, nó sẽ sót máy vãi cả trưởng luôn. Cái đồ điện tử ấy mà khi các bạn mua về ấy, thì nếu như mà hư, chúng ta sẽ phải xét hai yếu tố đến nội tại và ngoại cảnh. Đấy, nếu như các bạn mua đồ về ấy, mà làm hư ấy thì nó chính là ngu dốt. Mà muốn mua đồ về ấy, mà mua dùng mãi không hư ấy, tham lam. Nếu như mà để mà laptop mà bảo là bền vĩnh viễn ấy, còn cái nền đấy, thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố gì. Ngoại cảnh ở đây ấy, thì tức là các bạn khi sử dụng, trong quá trình sử dụng các bạn vứt ở đâu đấy, các bạn đi tắm các bạn đưa vào, hay là các bạn cũng đưa vào chơi thì nó rơi ở bồn cầu các thứ, hay là các bạn đi giận nhau với người yêu các bạn đập đi. Đấy là những cái ngoại cảnh mà chúng ta bắt buộc là chúng ta phải chịu thôi. Đấy, còn yếu tố nội tại là gì? Nội tại ở đây ấy, thì tức là ở ngay sản phẩm, nếu nó có lỗi hay không. Thì ở đây, nếu ở tất cả các sản phẩm mà Anphard cung cấp ấy, thì chúng tôi đã test rất là kỹ ở trong quá trình nhập máy về và trước khi đưa các bạn sử dụng. Và nếu mà trong quá trình sử dụng mà nó có lỗi thì đấy là cái điều mà không ai mong muốn cả. Và đấy, cùng một sản phẩm đấy, các bạn mua hàng ở chỗ này thì sẽ được bảo hành tốt hơn, hay là mua hàng chỗ kia sẽ được dịch vụ chăm sóc tốt hơn. Và Anphard là top đầu về dịch vụ cũng như là uy tín trong ngành IT rồi. Và hy vọng các bạn sẽ tìm được cho mình những cái mã laptop gaming phù hợp cho mình về giá cả cũng như là về cái nhu cầu sử dụng của bạn nhé. Thì phần 3, vlog phần thứ 3 đến đây là hết rồi. Và chúng ta, nếu các bạn có ý kiến gì hãy để lại dưới phần bình luận. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vlog phần thứ 4. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Chào các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.